Vùng Trung Nam Bộ của Đài Loan trong ngày 14 tháng 11 đã có tới 20 trạm quan trắc chuyển sang đèn báo động đỏ, trong đó Bình Đông và Tiểu Lưu Cầu có chỉ số ô nhiễm đạt mức cao nhất. Chính phủ đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp ứng phó như giảm tải khí thải ở các nhà máy. Tuy nhiên, số lượt khám chữa bệnh của nhóm người mẫn cảm ở Cao Hùng đã tăng lên 20%. Hiện gió mùa đông bắc đang tăng cường mạnh hơn, dự đoán đến thứ hai tuần sau sẽ không xuất hiện báo động đỏ. Thế nhưng đoàn thể bảo vệ môi trường cho rằng công tác ứng phó của chính quyền địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả. Tuy số lượng ngày ô nhiễm mức báo động đỏ giảm thiểu so với năm ngoái, nhưng đoàn thể bảo vệ môi trường hy vọng chính phủ nên có biện pháp ứng phó sớm và tăng tỷ lệ giảm tải hơn nữa, đồng thời phát động diễu hành phản đối ô nhiễm môi trường vào tháng sau. Chính quyền thành phố Cao Hùng cho biết đang họp bàn với các thành phố lân cận về mức giảm tải, hy vọng trong tương lai có thể giảm thiểu luôn cả số lượng ngày ô nhiễm mức báo động vàng. Đài Loan lần đầu xuất hiện một chính đảng do những người nổi tiếng trên mạng xã hội thành lập. Nghị viên Khu Y Kiệt đồng thời cũng là một YouTuber nổi tiếng, cùng với các YouTuber khác như Trần Tử Kiến, Trương Trí Kỳ đã thành lập nên một chính đảng mới có tên Đảng Vui Vẻ Không Cưỡng Nổi. Ngày 14 tháng 11 đã diễn ra buổi lễ thành lập với những trò chơi vui nhộn. Trong tương lai sẽ bầu chọn ra chủ tịch đảng từ trong số 115 thành viên. Trong bối cảnh bạo lực leo thang tại Hồng Kông, Khu Y Kiệt cũng cho rằng thế hệ trẻ luôn là thành phần chủ lực trong mọi thời đại, nhưng chưa chắc đã có thể hưởng được thành quả sau cùng. Đặc biệt là thế hệ thanh niên Hồng Kông đã hy sinh rất nhiều, nhưng đáng tiếc là mọi người thường không xem trọng sự hy sinh của họ. Đảng Vui Vẻ Không Cưỡng Nổi là chính đảng có chính sách mềm dẻo nhằm giúp cho người dân có thể tiếp cận chính trị với tâm trạng cởi mở và thoải mái. Hoan Lu Phá Đảng 的出现也有点像在就是嘲讽，我个人觉得啦，他就是在嘲讽。Câu hỏi đáng quan tâm là liệu Đảng Vui Vẻ Không Cưỡng Nổi có giới thiệu ứng cử viên để tranh cử ủy viên lập pháp hay không? Phía đại diện cho biết sẽ không công bố sớm để tránh tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, ông Khu Uy Kiệt nhấn mạnh không bác bỏ khả năng sẽ hợp tác với các ứng cử viên có chung lập trường và sẽ trưng cầu ý kiến của các thành viên khác. Trong tương lai, hứa hẹn sẽ mang lại bất ngờ cho mọi người. Năm nay, vaccine cúm miễn phí lần đầu được nâng cấp cộng thêm công tác chọn chủng vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới công bố trễ gần một tháng. Kéo theo lưu trình sản xuất và cung ứng vaccine trên toàn cầu cũng diễn ra chậm trễ, ảnh hưởng chung đến các nước trên thế giới. Do đó, Sở Kiểm soát Dịch bệnh kiến nghị áp dụng biện pháp tiêm chủng theo đợt. Đối tượng ưu tiên gồm học sinh và các nhân viên y tế. Từ ngày 8 tháng 12 sẽ đến lượt nhóm người trên 65 tuổi và trẻ em chưa đến tuổi đi học. Đầu năm tới sẽ đến lượt các đối tượng miễn phí khác như phụ nữ mang thai và người bị thương tật. Theo đánh giá của Sở Kiểm soát Dịch bệnh, mùa cao điểm của dịch cúm lần này có thể rơi vào thời điểm Tết âm lịch. Các bác sĩ nhắc nhở 2 tuần sau khi tiêm chủng thì mới có tác dụng. Do đó, những người tiêm chủng vào đợt 3 tức thời điểm Tết dương lịch vẫn còn khoảng 20 ngày, vẫn có đủ thời gian để vaccine phát huy tác dụng nên không cần phải quá lo lắng. Tình hình Hồng Kông tiếp tục leo thang, các cuộc biểu tình và hệ thống giao thông tê liệt trong 4 ngày liên tiếp. Nhiều khuôn viên các trường đại học trở thành nơi giao tranh giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Nhóm người biểu tình sử dụng các vật liệu sẵn có xây rào chắn giữa phố, khiến quang cảnh trông như một bãi chiến trường. Ngày 14 tháng 11, Cục Giáo dục ra tuyên bố tạm nghỉ học khẩn cấp trên toàn Hồng Kông, nhưng khuôn viên các trường đại học vẫn không bình yên. Từ sáng sớm, lực lượng chống khủng bố tập trung phía trước trường đại học Bách khoa Hồng Kông, đồng thời bắn hơi cay vào bên trong. Một nhóm thanh niên dùng ô để che chắn ở phía hành lang, trong đó có một người dùng cung tiễn để bắn trả đũa lại cảnh sát. Do tình hình bất ổn tại Hồng Kông khiến các sinh viên quốc tế và sinh viên Trung Quốc phải rút khỏi Hồng Kông nhằm đảm bảo an toàn. Trường Đại học Trung Văn rơi vào tình trạng hỗn loạn hôm thứ Ba đã ra công bố kết thúc học kỳ sớm. Tiếp theo là các trường Đại học Kỹ thuật Hồng Kông, Đại học Baptist, Đại học Thành phố và Đại học Bách khoa cũng ra công bố tương tự. Cục Giáo dục mở rộng công bố các trường tiểu học và trung học tạm nghỉ đến hết ngày 17 tháng 11. Nền giáo dục và tương lai của thế hệ trẻ gắn liền với cục diện của Hồng Kông. Nếu như trước đây luôn giữ lập trường trung lập và chủ trương hòa bình, thì giờ đây tầng lớp trí thức ở Hồng Kông cũng đã lên tiếng, tổ chức cuộc tuần hành phản đối trong giờ nghỉ trưa. Trong quá trình tuần hành đã xảy ra xung đột dẫn đến ẩu đả. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang có mặt tại Brazil đưa ra lập trường đối với vấn đề Hồng Kông, nhấn mạnh Bắc Kinh bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát Hồng Kông, chấp pháp nghiêm minh, trừng phạt kẻ bạo loạn, lập lại trật tự tại Hồng Kông, đó là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay.